Tiếp tục với bác sĩ lỏ phần 2, lúc này những luồng kinh khí liên tục bắn vào con quái vật khiến nó kêu lên đau đớn Lâm Ân cảm thấy có vẻ như có tác dụng rồi. Lúc này hệ thống hiện lên thông báo trái tim chính của quái vật chịu đả thương của hiệu quả chưa rõ, ác linh cảm chi mất hiệu quả tế bào chói buộc suy giảm đồng thời lời trù chói buộc suy giảm. Anh liền cảm thấy vui sướng vì thuốc đã có tác dụng. Có điều lúc này quái vật lại bắt đầu sửa chữa khẩn cấp đếm ngược 20 giây. Vãi ò vậy mà cũng không giết được nó nhưng anh cảm thấy lúc này nó đang ở trạng thái suy yếu nhất, phải nhân cơ hội này khử mới được đang định hành động thì trái tim đột nhiên cảm thấy đóng băng đó là tác dụng phụ khi sử dụng trái tim chủ yếm nó đang điên cuồng hấp thụ máu của anh thôi ăn lòn rồi mất máu quá nhiều cộng thêm sống lưng bị thương bây giờ một bước cũng không đi nổi nữa hết cách lâm ân bèn sờ tay vào túi áo lấy ra một lọ thuốc bú lấy bú nể thầm chửi đáng chết chỉ có thể liều thêm một phố biến dị thành bộ dạng gì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa thời gian đếm ngược chỉ còn 12 giây lúc này cả cơ thể của lâm ân bỗng như nổ tung mắt lòi ra một cục thịt gớm ghiếc hệ thống lập tức hiện lên cảnh báo cơ thể của bạn xuất hiện biến dị cấp 3, đang phân tích biến dị. Thể chất và ý chí hiện giờ của bạn không thể điều khiển biến dị này. Hiệu suất khống chế mục tiêu 30% biến dị cấp 3. Con rắn máu thịt được sinh ra từ trong não, có manh động khát máu cực cao, lâm ân thẩm mỹ. Chỉ có 31% tỷ lệ khống chế thì ăn cướp rồi, bây giờ chỉ có thể dốc hết sức cực một lần. Từ trong người anh, con rắn thịt lao ra cắn lấy trái tim và hấp thụ nó. Lão vào tim đánh nhau, cảnh tượng này xem ra chỉ có thể xuất hiện ở thế giới hắc ám mà thôi nhưng may mà chúng có thể khống chế lẫn nhau thuốc hồi trinh mới nhanh chóng có thể khôi phục cơ thể của anh còn thiếu một chút thời gian nữa là kịp rồi lập tức hệ thống thông báo đã hoàn thành tu sở hạch tâm bắt đầu tiếp quản tổ chức cơ thể điều chỉnh chỉ số thị uy của mục tiêu cực cao và điều chỉnh giá trị thôn phệ của mục tiêu đặt ở ưu tiên cao nhất lúc này thì con quái vật cũng hồi phục hoàn thành và nó bắt đầu triển khai săn giết nhìn thấy mục tiêu trước mắt nó lập tức phóng ra amate gia sư bắn thẳng xuống phía nam chính khiến đất đá nổ tung may mà lâm ân đã kịp thời tránh né mục tiêu đã vào trạng thái ác linh anh lập tức mở ra thị giác ác linh khóa mục tiêu và mở chế độ theo dõi vừa chạy anh vừa nghĩ thôi méo được rồi cơ thể còn chưa hồi phục lão và tim còn đang đánh nhau con quái vật đó có thể đuổi theo đến đây bất cứ lúc nào lần này thì hết cứu bỗng nhiên ở đằng xa huyết y ác linh đã xuất hiện và trên tay còn bế cả con mình ngon quả này thì bú rồi lâm ân nhận ra ngay vị cứu tinh đã đến đồng thời ả à ta trên tay còn cầm theo một cái đầu của quái vật thấy anh hốt hoảng cũng tò mò không biết đang chạy đi đâu tiến đến thấy lâm ân người không ra người chín mười lỗ đít cảm thấy vô cùng tò mò lên tiếng khen tạo hình hôm nay của cậu rất đặc biệt đang làm cái quần què gì thế lâm ân bảo cô ta có thể xem là đang hóa trang hỏi cô ta không phát hiện ra trên người bùa chú đã khôi phục rồi sao chưa để anh nói hết câu thì cô đã bịt mõm hỏi anh nhanh như vậy đã thèm rồi sao là ngẫm lại sự dịu dàng hôm qua à không cợt nhà nữa cô ta đương nhiên là phát hiện ra bùa chú đã khôi phục rồi nhưng lúc đó bản thân đã ra ngoài dù sao thì con gái đang lớn làm mẹ chỉ có thể đích thân đi mua đồ bồi bổ cho nó trong khi đó thì cô con gái vẫn đang bú cái đầu bên dưới mà mẹ nó cầm. Huyết y nhìn bộ dạng của Lâm Ân cô ta đoán rằng anh đang gặp phiền phức gì rồi à, có cần chị giúp không? Như vớ được phao cứu sinh Lâm Ân lập tức chắp tay. Chị ơi cứu em với em bị con quái vật truy sát. Nếu có thể giết nó giúp em thì em sẽ cho chị bú 5 tháng miễn phí, nhưng huyết y lại cảm thấy không hứng thú. Ngay cả khi nam chính mặc cả lên 10 tháng thì cô ta cũng không hứng thú gì cả. Lúc này thì xúc tu của con quái vật đã tiến đến sát người anh, hệ thống cũng hiện lên cảnh báo nguy cơ đang nhanh chóng đến gần. Lâm Ân lập tức bảo huyết y ra điều kiện gì cứ nói, chỉ nghe có vậy à ta lập tức liếm môi tỏ ra dâm đãng. Là cậu nói đấy nhé, tôi nhớ cậu chưa từng chịu yếu thế trước mặt tôi thì phải, vậy thì cầu xin tôi đi, quỳ xuống và liếm ngón chân cho tôi gọi vợ yêu thì tôi sẽ giúp cậu. Lâm Ân nghe vậy tỏ ra khó xử nhưng mà chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng thì anh cũng không đồng ý mà bỏ đi. Huyết y cảm thấy tên này đúng là cứng đầu ngay khi lâm ân quay lưng thì liền bị con quái vật dùng xúc tu tóm lấy xích đi như một con chó nhưng mà vừa bị kéo đi thì anh đã bị đập vào mặt là hai quả bóng nước của huyết y bị kéo như này thì em cũng muốn làm chó chị hai ơi đã thế à ta còn khen lâm ân đáng yêu quá chị đây rất thích những người đàn ông cứng vào lúc quan trọng như vậy một chốc đã làm tình mẹ trong lòng chị lan tràn lúc này thiện cảm của huyết y ác linh đối với anh cộng 20. lâm ân mồm hỏi bà ta muốn làm gì nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào hai quả bóng trắng nõn lập tức huyết y hiện nguyên hình với khuôn mặt quỷ dị rồi đứng ra đỡ lấy công kích của quái vật đòn tấn công tạo ra trước mặt con quái vật một cơn chấn động đất đá nổ tung nhưng nó vẫn rất cứng vẫn xác định mục tiêu và triển khai săn giết xuất hiện mục tiêu thứ hai cường độ mạnh can dự phân tích thông tin thấy là chủng tộc ác linh hợp thể thôn phệ cấp ưu tiên cao độ mạnh cao thấy nó có chút rén ngang huyết y tỏ ra như sắp ăn tươi nuốt sống nó cả hai bắt đầu lao vào cuộc chiến trong lúc đó lâm ân trên tay đã bế cô bé bỏ chạy trốn đằng sau tảng đá anh lên tiếng nhắc nhở huyết y cẩn thận tay của tên đó có thể xuyên qua thực thể tiến hành tấn công chỗ nó nhìn có thể bị ăn mòn còn thuốc độc thì không có tác dụng với nó cho dù bị thương nặng cũng có thể hồi phục nhanh chóng thoáng chốc huyết idea lao lên dùng xúc tua tóm quanh người con quái vật và siết chặt nó những vết thương nhanh chóng được tạo ra nhưng quái vật lại sử dụng khả năng hồi phục làm lành ngay lập tức ngồi ở một bên theo dõi lâm ân lo lắng trước tốc độ quá nhanh của nó nhưng mà thần thái chiến đấu của huyết y còn chiến trường hơn nhiều khi đánh nhau nhìn ngon vãi ỏ cả hai liên tục cổ vũ cho cô ta trong khi đó thì trận chiến vẫn đang xảy ra vô cùng quyết liệt bị tấn công liên tục như thế nhưng con quái vật vẫn để mắt đến lâm ân chỉ với một ánh mắt nó đã rất nhanh phóng sức mạnh bắn tí vào mùm anh đùa bố mày đang xem mà méo ai làm gì mày hạ con xúc vật chỉ với một giây huyết y đã xuất hiện đằng sau anh và há miệng bắn ra vô số con lòng lọc đỡ lấy đòn công kích của quái vật khiến chúng nổ tung chưa dừng lại ở đó quái vật tiếp tục tạo ra những xúc tua lao đến phía ba người lập tức quyết y biến toàn thân thành một cơn lốc cuốn lấy lâm ân và con gái mình bảo vệ họ sau đó đầu cô ta biến dài ra như lúc phi rồi lao đến tóm lấy con quái vật ra sức gạm lấy thân thể nó quả này thì mày chết với bà lập tức từ người huyết y phóng ra những kình khí lao thẳng vào mắt lớn nhất của con quái vật khiến nó nứt vỡ thoáng chốc toàn thân nó đã biến thành những mảnh nhỏ bị huyết y dùng chân giẫm nát thấy lâm nở vui mừng xem ra lần này đã giải quyết rồi thế nhưng niềm vui chưa qua thì nỗi buồn đã làm hai nháy từ mắt của con quái vật biến ra những xúc tu rồi gần động đậy như đang sinh trưởng vậy thấy vậy lâm ân bỗng giật mình nhưng rất nhanh huyết y lao đến tiếp tục tấn công những con mắt đó bằng tóc của cô ta chỉ thoáng chốc những con mắt chạy như chó nhà có tang thế mà vừa chạy nó lại lao đến phía của nam chính khiến anh méo thể tin được mấy con này bị điên à bị đánh cho thân tàn ma dại thế rồi còn lao đến chỗ bố mày làm gì mày bị cố chấp à con quái vật vẫn luôn mùm tăng mức độ uy hiếp lên cao nhất tập trung toàn bộ mục tiêu về phía lâm ân anh lập tức lùi lại đồng thời rút súng bắn lia lịa vào những con mắt đó hệ thống liên tục hiện lên thông báo anh đã giết tổ chức cầu mắt mức độ tinh thông của súng cộng ba có điều anh cảm thấy không ổn vì súng ngắn một lần chỉ có thể bắn 6 phát còn phải thay đạn. Trừ việc tạo dáng ngầu ra thì chả có tác dụng quần què gì, nhưng mà thôi vì sống biến thành quái vật cũng không sao. Hết cách anh lại phải lôi thuốc ra mà bú tồm tộp. Ngay lập tức cả người anh có biến dị sau đó từ lưng một cánh tay quỷ dị mọc ra đồng thời hệ thống liên tục cảnh báo cơ thể bạn xuất hiện biến dị. Những bước chân đã không còn sự lo lắng như vừa nãy mà thay vào đó là sự bố đời và chiến trường đem theo là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Những xúc tu biến dị mới này bố đời đến nỗi một cái cầm dao một cái cầm súng thay anh xử lý gọn những con mắt phía trước, kinh nghiệm chiến đấu vì vậy mà không ngừng tăng lên. Nụ cười của Lâm Ân dần mất đi nhân tính sau khi hạ gục được đám mắt trước mặt. Bé con thì gặm lấy gặm nể những con mắt đó, chưa hết cả hai người Lâm Ân và Huyết Y lại lao lên đồng thời tác chiến vô cùng ăn ý. Quá nhỏ giao cho anh còn bổn thể của con quái vật thì để cho bà chị xinh đẹp này xử lý. Thoáng chốc thì chỉ thấy quanh người quái vật bao trọn bởi làn tóc vàng chóe của Huyết Y khiến những xúc tu quanh cơ thể nó nổ tung những loại tóc nhuộm hót lại lao đến những con mắt tấn công như vũ bão xem ra huyết y đã tìm thấy tâm hạch của con dối huyết thịt rồi theo cô ta thì chỉ cần hủy nó tên này sẽ lập tức biến thành một đống sắt vụn không ngờ bản thể thật sự của con quái vật là một cậu bé hồng hài nhi đang tu luyện bên trong bỗng mở mắt vì đòn tấn công tóc đã gần đến hắn có điều mày chậm rồi con ạ à. phải nói con quái vật này sống dài vãi ỏ bị giật toàn thân như thế mà nó vẫn có sức mạnh để phản kháng cơ thể nó đang lọc biện pháp phản chế mở phương pháp áp linh tụ hợp thể lúc này ác linh đã phóng trên con mút tác lẻ lưỡi ra năm bảy cái dây dài làng ngoằn trông như bùa chú nhắm đến con quái vật cùng với nhiều luồng xét tím lịm thế mà nó lại hất văng cái dây lật ngược về phía cô ta khiến ác linh giật bắn mình hét toáng lên vì đòn phản công của con quái vật dị hợm này dưới này lâm ân thấy vậy hốt hoảng liên tục hỏi ác linh thế nào rồi thì đột nhiên một luồng khí vàng chóe phóng thẳng xuống sau lưng anh hú hồn ác linh lúc này như được bao bọc bởi khí tức có những cái tay xuất hiện kỳ lạ nhưng cô ta vẫn vô cùng thản nhiên phán xét thái độ của lâm ân vội vàng thế này xem ra thật sự là đang quan tâm mình thấy vậy lâm ân nhắc nhở trong cơ thể của ác linh đang có mấy cái quái thủ ngăn cản lúc này cô ấy mới nhận ra trả trách lúc trước quái vật chỉ tấn công lâm ân mà bỏ qua mình nó đang thích ứng và thu nhập số liệu chiến đấu của ác linh phân tích để thuận phệ và đồng hóa cô ấy rồi ác linh cười nhẹ che giấu nỗi hoảng loạn trong lòng và nhận quái vật kia thật sự không phải đối thủ dễ đối phó còn lâm ân thấy thân thể cô ấy thế này không kìm lòng nổi thì đột nhiên trong khí tức vàng kia như được bóp chặt khiến máu phọt ra tung tóe Lúc này Lâm Ân nhìn sang bên cạnh phát hiện con mắt của quái vật cứ chầm chầm vào tấn công ác linh khiến cho độ nguy hiểm tăng lên từ 70 đến 87%. Nó đang kiểm tra chỉ lệnh ưu tiên cấp cao nhất và phân tích mục tiêu số 1 với số 2. Sau khi hoãn điều chỉnh mục tiêu ưu tiên giết mục tiêu 1, vừa xong thì độ nguy hiểm có nguy cơ tăng vọt lên 99%. Ngay lập tức con quái vật xông tới lao thẳng về phía Lâm Ân nhưng đúng lúc đó ác linh dùng hết sức nhảy lên trước ngăn cản. Thấy vậy Lâm Ân thở phào vì cô ấy vẫn còn sống nói xong thì ác linh xoay vòng bao vây ngăn cản quái vật và yêu cầu lâm ân mau ra khỏi đây và sau đó cô ấy và quái vật tiếp tục vật lộn và chạm vào nhau những lực vô cùng lớn kinh thiên động dục ngay lúc này ác linh còn bị con quái vật kia đẩy khiến cô ấy văng lâm ân và con mình đập bốp vào tường đằng sau anh thấy vậy thầm nghĩ ngay cả ác linh mạnh điên lên cũng không phải đối thủ của quái vật đó giờ phải tính cách gì đó cho dù giờ có không rời khỏi đây cũng chẳng giúp được gì thậm chí còn bị giết chết lúc này lâm ân liền tính hay là đi tìm trợ thủ trước rồi sau đó quay lại báo thủ nhưng suy đi tính lại anh vẫn thấy không thể được bởi ác linh vì anh mới rơi vào hiểm cảnh bây giờ bỏ đi chẳng khác nào một tên nhu nhược thế rồi lâm ân quay người vừa đi vừa tính toán nghĩ cách cứu cô ấy sau đó anh chạy đến chỗ bí mật mỗi mình mình biết rồi mở cánh cửa hầm ra trong này tràn ngập sự im lặng và mùi rối giữa kinh tởm lúc này lâm ân thò mồm vào gọi ai đó là bảo bối nhưng đáp lại anh chỉ là những khí tức bay lên lại mờ dần mà không hề có chút động tĩnh gì thấy vậy lâm ân khẩn trương vội vàng thương lượng vì biết nó sẽ nghe thấy ta biết mi ghét ta bởi vì ngày nào ta cũng đút thuốc quá hạn cho mi nhưng bây giờ không phải lúc giận hờn có con quái vật nhìn trúng cửa hàng thuốc của chúng ta nên cần mi giúp đỡ nếu không hai ta đều không thoát được vừa dứt câu thì độ thiện cảm của tiểu bảo bối đối với anh liên tục trừ đi một điểm rồi nó cũng phóng lên khỏi đống khí tức kia thấy toàn cơ thể phồng phao khổng lồ của bảo bối khiến lâm ân và đứa bé hết sức hoang mang không ngờ tới con này trận danh thủ tự tà ác và là một cái lưỡi ẩn giấu trong hầm cửa hàng thuốc huyết cự nó nhìn như một phần nào đó tồn tại trong cơ thể vì một nguyên nhân nào đó mà tự nguyện bị huyết cự nuôi ngày thường ghét nhất là thuốc hết hạn coi như cứt nhưng lại có thiếu niên nhân tộc đút cho nó ăn hai năm cứt lúc này báo bối xuất hiện với thái độ cực kỳ cách cú tức giận phát ra tiếng si si cờ nờ mờ. nghe xong lâm ân ngỡ ngàng khó chịu đoán là nó chửi mình lập tức múa võ mùng thách thức nó chửi lại thấy vậy bảo bối cũng cứ cc si si rồi mấy ngôn ngữ méo hiểu gì nhưng anh vẫn một hay nghĩ nó đang chửi mình nên chế nhạo nó là cái lưỡi vừa to vừa xấu vừa hèn thế rồi hai ông tướng đứng chửi nhau tan đàn xẻ nghé cả nửa thập kỷ tiêu tốn hết cả biển nước bọt khiến cho độ thiện cảm của bảo bối liên tục trừ đi nhiều lần 10 điểm thấy vậy lâm ân mới nhớ ra vấn đề chính liền kể bạn mình đang đánh nhau với con quái vật trong cửa hàng rồi thương lượng phải đoàn kết nhất trí nghĩ cách đối phó nghe xong bảo bối lập tức quay phát đi lẩm bẩm gì đó éo quan tâm khiến lâm ân liền ra giá sẽ cho nó hai tháng thuốc thượng đẳng vừa nói xong thì độ thiện cảm của bảo bối liền tăng vọt lên hẳn không phần không không một phần liền gật đầu lia lịa sau đó bảo bối tiến hàng thộn phệ toàn diện từ khâu cho tới 100% biến thành một bối bòng bong hình bầu dục chảy nhây nhớt máu ra đất thế rồi bảo bối xách theo lâm ân phóng thẳng vào cửa hàng thuốc và anh hét lên ác linh đừng hoảng tôi đến cứu nàng đây trong anh lúc này cưỡi trên con mút tác đúng chất anh hùng cứu mỹ nhân hiên ngang dương kiếm vênh mặt với đời hàn. nhưng thế quái nào vừa đến gần cửa thì đột nhiên bảo bối quay phát đầu bỏ chạy trước sự khó hiểu của lâm ân thấy vậy anh liền quát nó chưa đánh đã chạy đúng là tên hèn si liêm vổ sau đó chẳng còn cách nào lâm ân liền tăng thương lượng lên ba tháng thuốc thượng đẳng nếu bảo bối giúp cho ác linh ra ngoài nhận được đề nghị nó chảy cả rớt lập tức quay lại thì nhìn thấy quái vật ngoi ra ngay sau đó bảo bối chọt đầu lưỡi toàn rớt rãi vào thân quái vật rồi cứ thế bảo bối vẩy như ăn cháo lưỡi phầm phập vào người quái vật khiến nó tê dại đứng hình mất thập kỷ trên này lâm ân thấy vậy liền khen bảo bối dâm dê cơ mà anh thích nhưng lúc này độ thiện cảm của bảo bối trừ đi nhiều vì mùi vị con quái vật như cứt và méo muốn liếm chút nào đột nhiên quái vật tiếp tục tấn công phóng năm cái xúc tua dài thường về phía bảo bối và bị nó bao vây ở trong thấy vậy bảo bối cuộn tròn mình lại như cuộn bong bong dỉ máu khắp nơi lúc này quái vật đã chuẩn bị phân tích mục tiêu thứ ba cự tượng mắt tổ chức cấp ưu tiên thu nhập ưu tiên cấp cao mở hình thái kháng ăn mòn và kháng chủ ếm cùng thu nạp và quái vật tạo ra nhiều sợi dây tím như tơ tằm răng từ xúc tua này sang xúc tua kia bao vây bảo bối ngay lập tức các dây tơ phát huy tấn công quấn chặt vào thân thể bảo bối khiến nó gớt cả nước mắt gào lên thấy vậy lâm ân nhảy ra khỏi người bảo bối liền nghĩ không thể lo cho nhiều thứ thế được bây giờ chỉ có mình mới có thể cứu được ác linh nên tuyệt đối không thể sợ thế rồi lâm ân chạy ngay tới chỗ ác linh đang bị lời chú ếm nuốt chọn thành khối đen xì không ngần ngại anh liền lấy áo choàng che đậy khí tức và hiên ngang đi vào trong ở đây lời chú vô cùng mạnh như đi trong gió bão ngăn cản bước chân sau đó lâm ân đưa tay ra trước để tìm mục tiêu và đã đụng chúng vào một thứ gì đó thế nhưng thứ đó lại biến đi khiến anh mất phương hướng vừa tìm vừa hỏi ác linh đang ở đâu đột nhiên nhìn xuống phát hiện bàn tay của cô ấy sắp bị những thứ đỏ ngao kia nuốt trọn ngay lập tức lâm ân lao tới kéo tay ác linh lên và chấn an cô ấy nhưng giờ đây ác linh không còn thân thể toàn vẹn mà một góc mặt đã biến dạng cộng thân thân dưới gần như biến thành khói bụi thấy vậy lâm ân liền lấy thuốc huyết thịt đổ xuống phần thân dưới của cô ấy thế nhưng lúc này quái vật lại tách ly mục tiêu số 2 đã bị nuốt chửng và đổi mục tiêu cấp cao số 1 là ác linh rồi quay về tấn công hai người lâm ân quay ra thấy không ổn liền nhớ mình còn sợi tóc oán linh liền để vào lưỡi tiểu bảo bối sau đó sợi tóc quấn vòng quanh lưỡi bảo bối rồi anh lệnh cho cậu ấy dùng hết sức kéo còn lâm ân bám vào đầu dây bên kia bế theo ác linh đang dần hồi phục lành lặn lại thân thể lúc này anh nhìn chằm chằm vào lối ra cầu mong còn một chút nữa có thể thoát khỏi đây nhưng cuộc sống không giống cuộc đời quái vật liền mở phản chế u linh khởi động tiến tình thộn phệ hóa điều này khiến cho quái vật lao nhanh gấp nghìn lần đã tóm được lâm ân khiến anh cay vãi cả ò nhưng rồi cũng bị nó nuốt gần hết người sau đó lâm ân và ác linh rơi vào một không gian tối om khiến anh thầm nghĩ cho dù liều hết sức cuối cùng cũng bị thế giới này nuốt chừng khó khăn lắm mới sống đến bây giờ còn gặp được đồng loại đáng trân trọng chẳng lẽ đời người vừa bắt đầu đã chớt giữa đường rồi sao nếu đã định không thể thoát khỏi vận mệnh cái chớt vậy trước khi chớt cũng phải kéo một người đỡ đệm thế là lâm ân bóp toang chai thuốc cho chảy máu tay rồi dỉ máu vào mùng khiến cho toàn thân tỏa khí tức phát sáng lúc này cơ thể của anh đã xảy ra dị biến cấp 4 rồi lên đến tận cấp 9. cùng khi đó ác linh đã tỉnh dậy lờ mờ nhìn thấy người nào đó đang đứng trước mắt mình rồi cô ấy giật bắn mình nhăn mặt hốt hoảng gọi tên lâm ân lúc này quái vật cũng nhận được cảnh báo gặp phải động loạn dị biến mở phân tích kết cấu cấp cao nhất mở áp chế toàn diện khẩn cấp và mở biện pháp phản chế nhưng khi quái vật đến gần lại nhận được cảnh báo mục tiêu xảy ra dị biến phân tích số liệu thất bại tiếp tục mở phân tích lần 2 và phản chế nhưng lại thất bại liền tiến hành lặp lại lần 3 và nhận lại chỉ toàn thất bại đã thế còn khiến thông tin rối loạn khiến tỷ lệ hiệu suất mục tiêu vượt khỏi sức chứa phân tích của hạch còn lâm ân thì đang chịu ảnh hưởng con rối huyết thịt mắt khống chế huyết thịt ngoại giới bị nhiễu loạn nặng biến bị đang lan tỏa cấp 9 giờ hình dạng của lâm ân đã biến dị không còn giống con người trên thân thể anh xuất hiện rất nhiều hình đầu người la lối như muốn thoát ra khỏi nó lúc này ác linh vẫn lơ lửng bên cạnh lâm ân nhưng sau đó cô ấy được anh gửi nhờ bên cạnh bảo bối để tiếp tục chiến đấu ác linh vẫn luôn hỏi thứ khổng lồ đó rốt cuộc là cái quái quỷ gì còn anh bên trong hình hài biến dị cũng không mấy dễ chịu sau đó lâm ân quật một phát xé rách hai nửa mắt của quái vật kia rồi rơi thành một cục máu đông lúc này máu đông ngưng tụ rồi dần biến thành đầu của nam chính Ác Linh và Bảo Bối thấy vậy sợ hãi khiến chỉ số san trừ đi tận 40-50%. Còn Lâm Ân đã khởi động giết sinh vật, rồi máu đông biến thành một khối nhàu nhăn nhúm rồi đột nhiên hóa thành con rồng đỏ rực cực kỳ hung tợn phun thẳng lửa vào chỗ Lâm Ân. Bên trong dị biến anh hoàng hồn kêu la thảm thiết rồi lập tức lùi lại phía sau để tránh né. Thấy vậy quái vật cũng đánh giá được mục tiêu số 1, hai biến dị không rõ, cảnh báo số 3, 4, 5 thể biến dị không sắp phá thể. Thấy vậy Ác Linh liền mở tầm nhìn Ác Linh nhưng hoàn toàn không nhìn thấy được cơ thể của Lâm Ân nó biến thành một khối thịt lớn vặn vẹo hỗn loạn anh giờ đã hóa thân thành diệt ách lúc này quái vật lập tức nhận được cảnh báo không thể kiềm chế sinh vật diệt sát thất bại và mở tổ hợp huyết thịt khẩn cấp mở phương án dự bị lúc này lâm ân đang bị thộn phệ khiến sinh mệnh hao tổn nghiêm trọng cơ thể phát sinh ra dị biến cấp 9 nhưng sau đó bị biến thất bại hình thái sinh mệnh khác thường có thể xảy ra biến dị đặc biệt và không thể khống chế đột nhiên một ánh sáng chói lóa phát ra khiến ác linh giật mình không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì Cô ấy nhao mắt vào cố gắng quan sát thì ra ánh sáng đó phát ra từ mắt của quái vật vì nó cũng đã phát hiện xuất hiện biến dị đặc biệt không thể phân tích. Khẩn cấp tăng nhanh tiến trình tổ hợp, mục tiêu xuất hiện ý đối địch mãnh liệt, xuất hiện dục vọng thộn phệ, tái tạo huyết thịt chịu hạn chế, cảnh báo mục tiêu bắt đầu thể ngấu nghiến, ác linh phản chế, tái tạo huyết thịt và giết sinh vật đều mất hiệu quả, mục tiêu đang lớn mạnh một cách nhanh chóng, độ tổn hại của cơ thể quái vật cũng dần tăng lên không thể kiềm chế. Lúc này ác linh chạy về phía cục thịt gọi Lâm Ân và hỏi anh có nghe thấy không? nhưng đáp lại cô ấy chỉ toàn tiếng cười hi hi ha ha thầm thì. Nghe xong ác linh tự hỏi âm thanh này chẳng lẽ đúng thật là lâm ân nhưng tại sao giống với hình thái ác linh của mình vậy? Lúc này cô ấy đoán có khi là bộ phận ác linh lúc trước của mình bị lâm ân lấy đi đã kết hợp với diệt ách. Sau đó khối thịt vặn vẹo méo mó dung chuyển rồi phát ra làn xương đỏ chót và biến thành một con mắt lớn khiến cơ thể mất đi toàn bộ hiệu quả, độ tổn hại của cơ thể 88%. Điều này làm cho ác linh sợ hãi giảm đi chỉ số san đi khá nhiều đột nhiên cô ấy nhận ra con rối đó đã chớt liền gọi tên lâm ân thì trong khối dị hợm đó xuất hiện một bàn tay của anh và thế là tòa huyết cự nổ tung tầng dưới lên khiến đám người chủ của quái vật hoảng loạn nhận được cảnh báo mức độ hủy hoại của cơ thể con rối huyết thịt hình ba đạt đến 98% và mất hiệu quả liên kết toàn diện ngay lập tức đám tạp binh báo lên chủ nhân con rối hình thái ba bọn chúng phải đi săn giết người huyết cự bị mất liên kết dao động phản vệ thiêu hủy cơ địa khống chế con rối ba nghe xong tên chủ nhân hoang mang vì con rối xịn sò là thợ săn cấp cao nhất của hiệp hội ma nhân đã bị tiêu diệt trừ sinh vật cấp căn nguyên và sinh vật cấp quân vương thì thế giới hắc ám này không còn ai là đối thủ của nó nghe xong tên bên cạnh cũng công nhận bọn phản đồ không bằng lòng trở về hiệp hội ai nấy thực lực cường hãn nhưng cơ bản đều chớt trong tay con rối số 3 với thực lực của huyết cự không thể nào đánh bại được nó thế rồi tất cả bọn chúng đều hướng mắt về phía huyết cự thấy vậy tên chủ nhân cho ý kiến cũng đã hiểu huyết cự con rối đời đầu năm đó chính là người đó và bốn thành viên khác tổ hợp thành hiệp hội năm người chủ đạo nhưng con rối huyết thịt bây giờ đã vượt qua thời đại đó huyết cự không có năng lực giết tác phẩm hoàn hảo của hắn sau đó tên chủ nhân lệnh định vị tọa độ liên kết con rối số 3 bị cắn đứt đồng thời phái đội săn, con rối số 4 hình thái số 3 đến đó tiến hành thăm dò khẩn cấp và phải lấy được tình báo chuẩn xác nhất. Cùng lúc đó Ác Linh cũng cầm tay kéo cả người Lâm Ân ra khỏi khối huyết thịt kia và hỏi anh thế nào rồi, nhưng cô ấy thấy Lâm Ân lúc này không thể kìm lòng nổi như cái xác không hồn đẫm máu. Sau đó Ác Linh vác anh về nhà nhưng rất thắc mắc vì trên người lại không có một vết thương nào nhưng phải đem Lâm Ân về trước rồi dò hỏi sau. Lúc này tay của anh nhúc nhích nhẹ rồi từ từ mọc ra một xúc tua và cái đó lại dần dần thu lại. Tới sáng Lâm Ân nhận được thông báo chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ vượt giai đoạn huyết dạ và nhận được gấp hai lần tệ khô lâu, kinh nghiệm gấp 5000 lần. Phần tưởng đặc biệt cơ năng là huyết thịt tai biến. Đồng thời Lâm Ân cũng được nâng cấp lên cấp 10 mở nhiệm vụ chuyển chức, kinh nghiệm ngoài tạm thời lưu trữ sau khi chuyển nghề trả lại kinh nghiệm. Lúc này anh cũng bị hệ thống đánh thức liền ngồi dậy dụi mắt đột nhiên như tiếng sét ngang đầu kinh thiên động dục rồi nhảy phát xuống giường quay đi quay lại nhận ra đây chính là phòng của Ác Linh sau đó anh ngang ngửa tìm kiếm quái vật vì ký ức cuối cùng lâm ân chỉ nhớ đã bị nó nhai mất đúng lúc này ác linh bê đồ ăn và hỏi thăm tình hình sức khỏe khiến anh hết sức ngỡ ngàng vì ngay cả cô ấy cũng vẫn còn sống nghe xong ác linh lao đến túm lấy áo lâm ân rồi dò hỏi cơ thể anh có chỗ nào không ổn không thấy vẻ mặt ngơ ngác của lâm ân cô ấy đành ôm cái đầu đáng trí ấy rồi thì thầm đã là ngày thứ hai rồi nên chắc không nhớ vậy để từ từ kể lại cho nghe sau nửa tiếng tâm sự lâm ân hỏi con quái vật đó đã chớt gỏi đúng không trong cơ thể sinh ra lượng lớn sinh vật ác tính Phân giải con quái vật đó từ bên trong. Nghe xong ác linh gật đầu kể tiếp lúc đó mình đã kéo anh từ trong cơ thể của con rồi đó ra. Nói xong cô ấy thầm nghĩ có thể giết quái vật lợi hại như vậy thì đây tuyệt đối không phải chuyện người thường có thể làm được. Cậu khiến chị càng lúc càng thấy thú vị. Còn lâm ân thì nghĩ thuốc sinh huyết thịt là do mình sử dụng quá lượng khiến cơ thể biến dị mất không chế. Sau đó phải ở trong trạng thái mất ý thức để biến dị của mình phân giải con quái vật đó. Nhưng cơ thể bây giờ lại hồi phục hoàn toàn và con quái vật đó rốt cuộc từ đâu đến sao lại muốn giết mình? Lúc này Lâm Ân gặng hỏi về thi thể con quái vật đó, Ác Linh liền kể mình đã mang nó về để ở sân sau. Loại tạo vật lớn mạnh này cô ấy cũng cảm thấy nhất định ẩn quỷ gì đó. Thấy vậy Lâm Ân cũng muốn đi xem thử vì anh đoán tất cả những chuyện này đều liên quan đến thầy, dựa vào đây có lẽ sẽ tìm được manh mối từ trên người con quái vật. Sau đó Ác Linh dẫn Lâm Ân ra tới vườn anh liền tiến lại gần con quái vật cúi xuống hỏi đây có phải do mình gặm mất không. Nghe xong Ác Linh cũng nghĩ không loại trừ khả năng này vì lúc đó Lâm Ân biến dị rất lợi hại nên khiến cô ấy cũng cảm thấy sợ hãi thấy vậy anh liền đoán nếu thật là như vậy thì chắc chắn sức mạnh biến dị trong cơ thể mình vẫn còn tuy trông bình thường nhưng nói không chừng trong cơ thể mình đã xuất hiện biến dị ẩn nào đó đúng lúc đó hệ thống gửi cho anh một bảng thông tin tóm gọn bản thân từ tên tuổi cho đến cấp 10 trở chuyển nghề lúc này chủng tộc cũng được đổi thành nhân tộc và biến dị sức mạnh 22 tốc độ 23 trí lực 26 thể chất 51 và điểm số chờ phân chia 4 Lâm Ân giờ đã là học đồ biến dị điên cuồng của cửa hàng thuốc huyết cự có thể đi lại xung quanh các sinh vật lớn mạnh một cách nhẹ nhàng đồng thời xây dựng quan hệ xuất sắc tuy không thể làm thay đổi bản chất của một gian thương nhưng phẩm chất tốt và ý chí chiến đấu biểu hiện ra vào thời khắc nguy cơ vẫn đáng được khen ngợi đọc xong lâm ân muốn hệ thống giải thích chút về sự thay đổi biến dị của cơ thể mình vừa dứt câu thì lại nhận được chạm phát nhiệm vụ phản ứng của cơ thể với phần thưởng nhiệm vụ là gấp 10.000 tệ khô lâu gấp 500 lần kinh nghiệm cơ bản và phần thưởng truyền thuyết thông tin nhiệm vụ trong môi trường đặc biệt sử dụng lượng lớn thuốc tái sinh huyết thịt khí cho cơ thể của ký chủ và máu của con rối huyết thịt đã dung hòa và xuất hiện dị biến đặc biệt ác tính mục tiêu trong nửa ngày tìm được sự dị biến của cơ thể đồng thời tìm ra cách khống chế nhiệm vụ bất bại biến dị sẽ thay thế ký chủ quá trình không thể nghịch chuyển đọc xong lâm ân cạn con mẹ nó lời vì mình đi hỏi nó thì nó lại vác câu hỏi làm nhiệm vụ mới cho mình đúng là ảo vãi ỏ nhưng hệ thống chỉ chốt một câu xanh dần bắt anh phải làm thì mới có ăn chứ không chỉ có ăn cái đầu gối nghe xong những lời này khiến lâm ân hóa điên hóa dại làm cho hệ thống phải nhắc nhở đừng tùy tiện ở trong lòng tiến hành hành vi ác liệt với hệ thống hệ thống đáp cung cấp sự giúp đỡ thêm cho ký chủ xin hãy tự mình tìm kiếm giải quyết Song xuôi Lâm Ân cáo từ Ác Linh xin về trước qua một thời gian nữa hứa sẽ gặp lại. Nói rồi anh chạy như bay như biến về nhà nhưng đi được nửa đường lại mò về chỗ huyết thịt bê xác nó về nhà để luyện thuốc. Về tới nhà Lâm Ân thắp đèn dầu và đi xuống tầng sách của thầy. Cũng bởi vì trước đây anh nhớ thầy có rất nhiều sách và bên trên còn thêm ghi chú chi tiết làm thế nào để chữa biến dị. Sau khi tìm kiếm thấy một cuốn sách có giá trị Lâm Ân liền nghiên cứu tế bào đột biến ác tính do gặp phải tia bức xạ dạ và 100 loại lời chú biến dị khiến cơ thể vặn vẹo không những thế còn có tiểu thuyết câu chuyện không thể nói về cô bé biến dị và xúc tua của cô ấy, hoặc là chỉ nam 35 thao tác thực dụng thuần hóa ác linh. Đọc xong lú cả mề nhưng vẫn chốt lại được biến dị trong cơ thể của bản thân bây giờ có thể kết thành 4 điểm chính. Thứ nhất, biến dị trong cơ thể còn nằm trong thời kỳ tiềm ẩn bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt khiến nó không thể thức tỉnh giết anh trong thời gian đầu. Thứ hai, thể biến dị không thể khống chế mà rất có thể có ý chí hành vi của mình. Thứ ba, lúc đó người đào rỗng con rối huyết thịt đó chắc chắn là thể biến dị trong cơ thể của anh thực lực của nó lớn mạnh lâm ân chắc chắn đánh không lại nó còn thứ tư trong lúc anh hôn mê hệ thống đang cung cấp sự giúp đỡ cho riêng mình nghĩ rồi anh triệu hoán bản kỹ năng hệ thống khí trường có tính lây nhiễm chuẩn đoán lời trù và cơ năng huyết thịt tai biến là những phần thưởng đặc biệt anh nhận được giới thiệu chi tiết về kỹ năng hệ thống loại cơ năng huyết thịt tai biến có phẩm chất đặc biệt vì đã trải qua huyết thịt tái tạo kịch liệt và dị biến mãnh liệt có được có thể khiến ký chủ tự do khống chế huyết thịt của mình tiến hành tái tổ hợp và sinh ra lần hai hạn chế năng lực được quyết định bởi thể chế điểm số của ký chủ lúc này lâm ân liền nhận ra đây chính là kỹ năng mới mà tối qua mình nhận được từ bây giờ nên nhờ hết vào nó rồi ngay sau đó anh dùng thử kỹ năng này khiến cho toàn thân phát ra nhiều thứ khí tức kỳ lạ nhưng cũng đã có hiệu quả cơ thể đang biến hóa ví dụ như lục phủ ngũ tạng huyết thịt hay thậm chí tế bào đều đang tái tạo lại giờ có thể cảm nhận rõ mỗi bộ phận trong cơ thể lớn hơn cường tráng mạnh mẽ hơn trước đắm chìm trong cảm giác mới lạ được vài phút thì lâm ân tự dặn mình bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện kỳ lạ đó mà nên tìm cách áp chế biến dị thì hơn nếu con rối huyết thịt bị thể biến dị ăn mất thì lượng thịt lớn như vậy tồn trữ ở đâu cơ thể nhỏ bé này của anh không thể tồn trữ được nhiều huyết thịt như vậy mà cũng không cảm nhận được điều khác thường cho nên nhất định là vì sự tồn tại của thể biến dị ảnh hưởng cơ năng đến bản thân khiến cơ thể của lâm ân có thể giống như thể biến dị nhẹ nhàng dung nạp huyết thịt gấp mấy lần cơ thể ban đầu nghĩ rồi anh luôn nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trước mặt cuối cùng vẫn quyết định mở nắp và tu ứng ực thế máy nào hiệu lực của thuốc vô cùng lớn mạnh khiến toàn thân run rẩy đồng thời bản thân sinh mệnh cũng bị tổn hại và nhận được bắp dị thường chúng độc địch địch vị thấy vậy lâm ân cười ằng ặc hỏi biến dị cảm thấy mùi vị thế nào vì đây là thuốc diệt trùng mà mình dựa vào ký ức trước khi xuyên không để chế ra nên tuyệt đối có thể khiến nó nhất tiết thiên lý dục tiên dục tử và cảnh cáo nó nếu sợ thì cút ra khỏi cơ thể của mình nhưng đáp lại sự mong chờ của anh thì không có chút phản ứng nào trên cơ thể thấy vậy lâm ân điên tiết chạy như chó bị thiến ra ngoài quầy thuốc ôm một hy vọng sẽ không chế được nó sau đó anh quan sát đống thuốc hết hạn trên bàn cảm thấy khá đủ cho cuộc tình này liền đáp hết nắp chai ra bù hết đống thuốc này không chết thì cũng đột tử vậy nên lâm ân liền bê cả bàn rồi dốc thẳng vào người vừa uống vừa tắm cho nó xôm và sau đó quả báo nhãn lồng đã đến khiến lâm ân nhận được bắp dị thường ngứa cấp độ nặng không những thế còn bị mẩn đỏ ra nghiêm trọng thậm chí là khiến bản thân khuếch tán ra virus những điều này càng khiến anh thấy kích thích vì có thể cho biến dị trong người biết thế nào là lễ hội và nhắc nhở nó nếu không chịu nổi thì cút ra khỏi thân thể của mình nhưng từ bé đến giờ lâm ân lại không ngờ được còn có những thứ mặt lì như châu hơn cả mình thế rồi anh chuẩn bị sách vở và nhiên liệu để đi chế thuốc qua nửa thập kỷ thì cũng đã luyện chế ra thuốc độc dịch bệnh mạnh và thuốc độc ác tính giúp cho kinh nghiệm luyện thuốc tăng lên đáng kể tử thi đã có ở đây liền nghĩ làm thêm chút gì uống cùng mới đã cái nư thế là lâm ân mạn phép quất ngay chai rượu mà thầy đã cất giấu nhiều năm của thầy một bên thuốc độc một bên rượu thì sướng hơn cả lên tiên sau đó chẳng nghĩ ngợi cho to đầu liền tu lấy tu để và hệ thống cũng phải ngoi lên nhắc nhở cơ thể đã chúng độc cực mạnh với chỉ số sinh mệnh nhanh chóng giảm xuống dự tính qua đời vào 20 phút nữa. Tiếp theo Lâm Ân tiếp tục dốc hết chai rượu đỏ khiến bản thân phục hồi sinh mệnh tạm thời. Lần tiếp theo cứ thế mà uống tiếp thuốc độc, lúc này virus đang phá hoại các nội tạng và 15 phút nữa anh sẽ chết do các loại bệnh phát tác. Qua nửa tiếng chiến đấu với sự sống còn thì giờ đây bản thân Lâm Ân đang chìm đắm trong sự ngứa ngáy, đốt nóng và lạnh, sốt cao nhưng mồm vẫn không ngừng cười vì say rượu. Nếu ở trên người của người bình thường thì nứt 10 lần cũng không đủ. Lúc này Lâm Ân liền tính toán bây giờ cứ chịu đựng 20 phút trước nếu thứ quỷ đó còn không rời khỏi cơ thể thì 20 phút nữa tính tiếp, sau đó anh giơ đồng hồ lên bấm giờ bắt đầu vòng 1. Cuối cùng cũng trôi qua 20 phút trong sự điên loạn đấu đá của bộ lòng mề trong cơ thể mà vẫn không xảy ra phản ứng gì nên Lâm Ân tũng trí trực tiếp vác thêm hai chai nữa bú lấy bú để. Nhưng thuốc này chỉ làm cho Lâm Ân giúp cơ thể tan biến được độc tố, nhưng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn anh quyết định đập tan mấy lọ thuốc chống không ra sau đó tiếp tục lấy thêm nhiên liệu gấp một hòn ré của oán linh trước đây đã sưu tầm và cho thẳng vào nồi thuốc phù thủy của mình này qua nhiều giai đoạn chế tác xong xuôi liền rót hết ra bình rồi tiếp tục tu hết chai này đến chai khác khiến cho bản thân run rẩy không đứng vững mà ngã quỵ xuống như lòng chắc ẩn quá nhiều không cho phép lâm ân được bỏ cuộc anh liền ngồi trổm dậy vớ lấy mấy quả linh tinh rồi cho tiếp vào nồi thuốc sau đó lại tiếp tục uống và ngồi đợi nhưng cuộc sống không giống cuộc đời biến dị chả xảy ra phản ứng gì ở cơ thể lúc này mùm miệng lâm ân đã sủi đầy bọt rớt dãi chảy lên láng khắp người nhưng vẫn muốn thử lại lần nữa qua nhiều giai đoạn thăng trầm cuộc sống bản thân đã không còn mệt mỏi nữa mà nhảy múa như điên trong phòng thí nghiệm đúng lúc đó thì trong lòng bàn tay của lâm ân xuất hiện một xúc tua của tối hôm qua khiến cho độ sợ hãi của anh tăng lên gấp vạn triệu lần